Ôi, cái bụng của mình sao vậy nè? Sao mà cứ khó chịu giống như là đầy hơi khó tiêu vậy? Chết rồi, vậy thì làm sao mà đi đóng phim được đây? Không được, Phương Trang phải qua gặp Dr. Khỏe, nhờ Dr. Khỏe giúp mới được. Ấy chà, cái vụ đầy hơi khó tiêu này không chỉ mình Dương Trang bị đâu nha, nhiều người bị lắm đó, nhưng cũng dễ dàng khắc phục thôi. Đốc tôi khỏe nói là dễ dàng khắc phục lắm hả? Khắc phục bằng cách nào? Đốc tôi khỏe có thể chỉ cho Vân Trang cũng như là quý vị khán giả được biết không? Để Đốc tôi khỏe nhờ bạn này ra giúp Dương Trang nha. Dừng lại! Sao lại chặn mình lại? Mình đang có việc gấp. Gấp mấy cũng không được vào, đang có dịch bệnh nên không được vào. Mà bạn ở chỗ nào mà về đây? Ở đâu hả? Ở vườn rau củ quả sạch của nhà Đốc tôi khỏe. Khỏe hay không khỏe gì cũng không được, phải kiểm tra mới cho vào. Biết cách rồi. Bắt lại, bắt lại. Đã nói không được vào mà. May quá, cũng may con nhanh chân. Nếu không là con không vào với Dr. Khỏe được rồi. Ủa Gừng, em nói sao vậy? Em nói sao mà em không vào được đây? Bạn tội kỳ lắm, nói phải kiểm tra gì đó rồi không cho em vào nhà Dr. Khỏe. Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Để ta nói lại với bạn tội nha. Giờ chúng ta trở lại vấn đề chính đi nào. Đúng rồi, Đốc tôi khỏe muốn con chữa đầy hơi khó tiêu cho ai vậy? Là cho chị chứ cho ai. Chị không hiểu sao mấy ngày hôm nay cái bụng chị nó cứ lình xình khó chịu dữ lắm luôn á. Vậy là trúng tủ em rồi. Chị an tâm nha. Wow, hóa ra người giúp được cho Vân Trang là em Gừng này đấy hả Đốc tôi khỏe? Đúng rồi đó Vân Trang. Củ gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn, mà đặc biệt gừng còn được dùng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Theo y học hiện đại, trong củ gừng có chứa chất sineon. Chất này có tác dụng giãn mạch, chống co thắt cơ trơn ruột. Và theo đông y, gừng có vị cay, tính ấm, thông mạch, nên có tác dụng chữa đầy bụng, khó tiêu rất là hiệu quả. Nhưng mà mình phải sử dụng như thế nào để có thể giảm được chứng đầy hơi khó tiêu vậy hả Đốc tôi khỏe? Mọi người có thể dùng gừng rửa sạch, rồi sắc lát mỏng, cho vào ly nước sôi chừng 100ml, đậy kín nắp chừng 5 phút, rồi uống từng ngụm nhỏ, chừng 2 đến 30 phút sẽ thấy đỡ ngay. Mọi người lưu ý nha, uống khi ấm, nhưng cẩn thận, kẻo nóng quá sẽ bị phỏng đó. Ngoài ra thì Dân Trang và quý vị có thể uống gừng cùng với mật ong, một miếng chanh tươi và nước đun sôi cũng rất là hiệu quả đó. Hay phải rồi, cái món thức uống mà Đốc tôi phải giới thiệu đó Phương Trang vừa mới nghe thôi mà đã thấy ngon rồi đó. Vừa ngọt ngọt, cay cay, thơm thơm, ấm ấm nữa chứ. Tốt cho cả bao tử, chứ không chỉ giảm bớt chứng đầy hơi khó tiêu không đâu. Wow, chị cảm ơn Gừng rất là nhiều nha. Nhưng mà cái đó là mình có thể điều trị được thôi. Còn bây giờ mình phòng ngừa để không có bị đầy hơi khó tiêu thì mình phải làm như thế nào hả Đốc tôi khỏe? Chúng ta nên ăn uống lành mạnh, tránh những món ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng hay chất kích thích nha Dân Trang. Nên ăn nhiều rau xanh để dễ tiêu hóa, nhất là thường xuyên thêm gừng hoặc tỏi vào món ăn để tiêu hóa thức ăn tốt hơn nha. Chị Vân Trang sẽ lưu ý những gì em Gừng cũng như là Dr. Khỏe chia sẻ từ nãy tới giờ nha. Quý vị khán giả ơi, những thông tin vô cùng bổ ích, chúng ta hãy cùng lưu ý nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe và tất cả các bạn nhỏ trong vườn nhà của Dr. Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào chương trình sau.